Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình có đây một chiếc Volkswagen Tiguan ha. Thì xe này stock hoàn toàn luôn, từ mâm lốp, đường xả, đường nạp. Hôm nay mình sẽ tiến hành cái gói nâng cấp nhẹ cho chiếc xe này để chạy lanh hơn, nhẹ nhàng hơn theo yêu cầu của anh chủ xe ha. Thì feedback là xe này chạy rất là lì ở ga đầu, chạy ga cao. Thì bây giờ mình sẽ chạy dyno để đo công suất xe zin tại bánh, sau đó mình sẽ tinh chỉnh lại phần mềm và chạy dyno để test lại ha. Dù xe này thì là all wheel drive nhưng mà khi chạy dyno thì vào dyno mode nó chỉ chạy có hai bánh trước thôi, y chang như trên chiếc Terramount vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chạy dyno xe zin trước nha. Rồi đây là kết quả tune của chiếc xe Tiguan nha các bạn. Thì có hình phần cứng giữ nguyên, mình không có thay đổi gì hết, chỉ tinh chỉnh nhẹ để cho chạy nó ngon hơn thôi. Thì zin chúng ta đo tại bánh được là 146 mã, 283 Nm ha. Sau khi làm thì lên được 172, tăng khoảng 26 mã, và mồi xoắn lên 335 thì tăng đâu đó khoảng 52 Nm. Thì mình cấp moment xoắn vào sớm để cho xe nó lanh hơn, tăng tốc tốt hơn ha, sang số nó sẽ nhẹ nhàng mượt mà hơn nhiều. Rồi thì đây là kết quả tune của chiếc xe ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.